Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và đi vào hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Dĩ An. Trung tâm được đầu tư trang thiết bị đồng bộ hiện đại. Đây là nơi duy nhất ở thành phố Dĩ An tiếp nhận và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp thông tin dịch vụ về các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện thông qua hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. Tại buổi lễ, thành phố Dĩ An đã công bố quyết định số 2016 ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An về việc thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Dĩ An, trực thuộc Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Trung tâm có trụ sở làm việc tại đường số 10, Trung tâm Hành chính thành phố Dĩ An. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An công bố quyết định phân công bà Bùi Thị Kim Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An, kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Dĩ An. Trong phạm vi mà trách nhiệm quyền hạn mà được giao thì anh em Trung tâm Hành chính công cũng là quyết tâm đồng lòng để cố gắng thực hiện những cái nhiệm vụ mới, ví dụ như là tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra giám sát thủ tục hành chính, đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo đúng quy định. Và sau này là cái định hướng là sẽ số hóa hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính theo chỉ đạo của chính phủ, trung ương và tỉnh, và tiếp nhận hồ sơ thủ tục phi địa giới hành chính để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong cái quá trình mà nộp hồ sơ và nâng cao cái chất lượng phục vụ để hướng đến sự hài lòng của người dân. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Giang Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An yêu cầu trung tâm nhanh chóng ổn định sắp xếp tổ chức để bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo đạt mục tiêu phương châm công khai minh bạch tận tụy phục vụ nhân dân đúng pháp luật. Nâng cao cái chất lượng phục vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái tình hình mới là cái mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta hướng đến. Thì từ đó, đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố, theo tôi nghĩ cần phải được mở rộng hơn trong thời gian tới. Và các cái cán bộ làm việc trong cái trung tâm này thì phải có cái yếu tố chuyên nghiệp. Cái hai nữa là ứng dụng công nghệ thông tin. Cái thứ ba nữa là tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất khi mà người dân đến đây giao dịch bằng những cái trang thiết bị hiện đại, thì cũng cần phải có một cái đội ngũ hướng dẫn và các cái quy trình nó được hoàn thiện một cách chỉnh chu. Thì trên cái cơ sở đó thì nó sẽ góp phần làm cho cái chương trình cải cách hành chính của thành phố nói riêng và của tỉnh Bình Dương, và có thể nói là của cả nước nói chung, nó hiệu quả hơn, hiệu lực hơn trong cái thời gian tới. Việc thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố Dĩ An có vai trò dễ nghĩa đặc biệt trong thực hiện lộ trình phát triển về đô thị, đồng thời nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.